Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ về nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ trong thời gian đến. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Thời gian qua, phát huy truyền thống đoàn kết cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Cẩm Lệ đã phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, quận Cẩm Lệ hiện nay vẫn còn những hạn chế như là quy mô kinh tế quận còn nhỏ, chiếm tỷ trọng tương đối thấp trong cấu thành nền kinh tế của thành phố, cơ cấu kinh tế dịch chuyển chậm, các loại hình dịch vụ chưa đa dạng, hoạt động của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động thu hút đầu tư tuy có cố gắng nhưng vẫn chưa đạt kết quả mong muốn. Tiến độ triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm, dự án động lực còn chậm, công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư ở một số dự án còn gặp nhiều khó khăn. Qua nghe các ý kiến thảo luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, 5 năm qua, quận Cẩm Lệ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng đảng, lẫn phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời nhấn mạnh với những ưu thế vượt trội về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng và bản sắc văn hóa riêng có, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng quan trọng để quyết định thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xây dựng Cẩm Lệ trở thành cực phát triển phía Tây của thành phố. Quận tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm xây dựng Cẩm Lệ phát triển bền vững và sớm trở thành một cái trung tâm thương mại đô thị, và đô thị ở đây là phải là đô thị xanh, văn minh hiện đại ở cửa ngõ phía Tây của thành phố. Đây là một trong những cái định hướng để chúng ta xác định rất rõ trong cái quá trình phát triển và xác định những cái giải pháp để chúng ta thực hiện. Để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tích cực cùng địa phương điều chỉnh các định hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, xác định phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp sạch là trọng tâm trong phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng đô thị, phát triển các khu đô thị xanh là trọng tâm trong xây dựng diện mạo đô thị. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, quận Cẩm Lệ cần quan tâm quy hoạch các khu thương mại trên địa bàn gắn với quy hoạch chung của thành phố và làm tốt công tác quản lý đất đai. Một trong bốn cái lợi thế của quận thì rõ ràng đó là đất đai. Mà nếu như chúng ta không quản lý tốt được đất đai thì chúng ta không có nguồn lực để cho cái phát triển. Bởi vì suy cho cùng quận cũng chỉ quay về là gì ạ? Đất đai thôi. Nếu mà chúng ta không giữ được, không quản lý được thì đây sẽ là đồng chí là mất đi các cái lợi thế của mình. Bí thư Thành ủy đề nghị quận Cẩm Lệ tiếp tục nghiên cứu quy hoạch kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Cẩm Lệ để phát triển thương mại và du lịch tại đây, đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù đối với một số dự án trọng điểm trên địa bàn, tiếp tục làm tốt công tác quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, chú trọng đầu tư phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.